Tĩnh Gia, xưa còn có tên gọi là Ngọc Sơn. Ngọc Sơn Trung Tú Vạn Niên Cơ, có nghĩa là Ngọc Sơn tập trung cảnh đẹp có nguồn gốc vạn năm. Huyện Tĩnh Gia vừa có biển, vừa có núi rừng cùng nhiều danh thắng, có nhiều lợi thế phát triển kinh tế tương đối toàn diện, đặc biệt là phát triển du lịch, công nghiệp và thủy hải sản. Thị trấn Tĩnh Gia là trung tâm huyện lỵ của huyện Tĩnh Gia, được Hội đồng Bộ trưởng thành lập theo quyết định số 163/HĐ-BT ngày 14 tháng 12 năm 1984. Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng bao gồm toàn bộ ranh giới của 12 xã thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006. Thị trấn Tĩnh Gia và 6 xã thuộc đô thị trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia. Là cửa ngõ phía nam của tỉnh Thanh Hóa, có quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua, có cảng biển nước sâu là điều kiện để thu hút những dự án có quy mô lớn và là cửa ngõ để giao lưu quốc tế. Phía Bắc giáp xã Định Hải, xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, phía Đông giáp Biển Đông, phía Nam giáp tỉnh Nghệ An, phía Tây giáp xã Phú Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia. Tổng diện tích gần 26.000 hectare, dân số gần 180.000 người. Quy hoạch vùng Nam Thanh Bắc Nghệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng có tính chất là vùng kinh tế tổng hợp, đóng vai trò động lực của khu vực Bắc Trung Bộ với các ngành kinh tế chủ đạo gắn liền với kinh tế biển như lọc hóa dầu, luyện cán thép, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, sản xuất nhiệt điện, dịch vụ du lịch, phát triển nông lâm ngư nghiệp, có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng. Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. Đây là một trong những yếu tố quan trọng thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào khu vực, đồng thời được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của bản thân, nhiều chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội đã đạt được ở mức cao. Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng là mũi nhọn của công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Về cơ cấu kinh tế, trên địa bàn đã chuyển sang công nghiệp và dịch vụ thương mại. Tổng thu ngân sách đến năm 2015 là trên 1.000 tỷ đồng. Mức tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 36%. Sản xuất công nghiệp của khu vực được đa dạng hóa với nhiều loại hình. Tính đến cuối năm 2014, khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng đã thu hút được 135 dự án đầu tư. Trong đó, dự án trong nước là 124 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 97.000 tỷ đồng. Tổng vốn thực hiện đến nay đạt trên 33.000 tỷ đồng. Tổng diện tích đất sử dụng để thực hiện dự án là 2.597,08 ha. Dự án đầu tư nước ngoài là 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 12 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn thực hiện dự án đến nay đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 858,8 ha. Hệ thống các công trình dịch vụ thương mại cơ bản phủ khắp địa bàn, đáp ứng được nhu cầu giao thương hàng tiêu dùng của nhân dân. Hiện tại trong khu vực có 20 chợ lớn nhỏ, một siêu thị và một khu dịch vụ thương mại tổng hợp phục vụ người dân. Hàng năm, khu du lịch biển Hải Hòa và các lễ hội trên địa bàn được tổ chức rất quy mô, thu hút được số lượng lớn khách du lịch đến nghỉ dưỡng tham quan. Tính đến năm 2015, tổng lượng khách đến du lịch tại khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng đạt hơn 100.000 lượt với khoảng 15.000 lượt khách quốc tế. Bên cạnh công nghiệp và thương mại, sản xuất nông nghiệp của khu vực cũng có những thay đổi đáng kể. Một phần diện tích đất nông nghiệp được chuyển dần sang chăn nuôi và trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Tổng sản lượng lương thực có hạt khoảng 55.600 tấn. Giá trị sản xuất trên 1 hectare canh tác đạt trên 60 triệu đồng. Chăn nuôi phát triển hình thành các trang trại tập trung quy mô lớn nhỏ có giá trị kinh tế cao, đồng thời phát triển đàn gia cầm theo hướng chăn nuôi công nghiệp. Ngoài ra, khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng còn rất quan tâm bảo vệ rừng, đảm bảo phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Tính đến năm 2015, tốc độ phát triển kinh tế đạt 36%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 970 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách đạt 780 tỷ đồng.
đảm bảo chi theo đúng kế hoạch. GDP đầu người đạt 44,2 triệu đồng. Tổng diện tích đất của khu vực là gần 26.000 ha, gồm 18 xã và 1 thị trấn. Quy mô dân số theo số liệu mới nhất là gần 180.000 người, bao gồm dân số thường trú và tạm trú quy đổi. Thời gian gần đây, do tốc độ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn khá nhanh, nên đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhu cầu xây dựng nhà ở cũng như các công trình công cộng phúc lợi xã hội phát triển mạnh. Đến năm 2015, tổng diện tích sàn nhà ở trong khu vực là hơn 2.360 m2. Tổng số nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố gần 27.000 hộ, chiếm trên 71,3%. Diện tích nhà ở bình quân đạt 16,13 m2 một người. Hệ thống y tế trong khu vực đã và đang được đầu tư để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trên địa bàn có bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia với quy mô 250 giường, thực kê 265 giường. Có 37 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập và 19 trên 19 xã thị trấn có trạm y tế đã góp phần nâng cao chất lượng và nhu cầu khám chữa bệnh tại địa phương. Về văn hóa, thể dục thể thao, trên địa bàn khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng hiện có các công trình là nhà văn hóa trung tâm văn hóa huyện. Trong những năm qua, công tác văn hóa thông tin tuyên truyền thường xuyên được chú trọng. 72% làng khu phố đạt danh hiệu làng văn hóa và gia đình văn hóa. Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng cũng có nhiều công trình thể dục thể thao. Trong khu vực có 3 sân vận động cấp đô thị, 1 nhà thi đấu, 8 sân quần vợt, 7 sân cầu lông tại các nhà văn hóa. Đa số các xã đều có sân bóng chuyền và sân bóng đá. Và hai câu lạc bộ đã và đang đáp ứng được nhu cầu đầy đủ tập luyện thể thao của nhân dân trong khu vực. Trong những năm qua, giáo dục đào tạo của khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng đã có bước phát triển đáng kể. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học luôn ở mức cao, hệ thống giáo dục trên địa bàn được đầu tư đồng bộ với một trường cao đẳng nghề, một trung tâm giáo dục thường xuyên, 4 trường trung học phổ thông, 20 trường trung học cơ sở, 21 trường tiểu học, 19 trường mầm non và các cơ sở mầm non tư thục khác, một trung tâm bồi dưỡng chính trị. Đến nay, 100% số xã có trung tâm giáo dục cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào học tập của toàn xã hội. Trong những năm qua, thương mại dịch vụ của khu vực phát triển mạnh, các công trình dịch vụ thương mại cơ bản phủ khắp các địa bàn với một siêu thị, một trung tâm thương mại tổng hợp, 37 cơ sở lưu trú, trong đó những khách sạn quy mô lớn tập trung nhiều tại khu du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa và khu kinh tế Nghi Sơn. Đến năm 2015, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn đạt 230 tỷ đồng. Công nghiệp xây dựng là thế mạnh của khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng. Vì vậy, đầu tư kết cấu hạ tầng các khu cụm công nghiệp luôn được quan tâm. Hiện nay hạ tầng các khu công nghiệp 3, 4, 5 đang được đầu tư hoàn thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, nhà máy xi măng Nghi Sơn, Công Thanh đã đi vào hoạt động, phục vụ vật liệu xây dựng và nguyên liệu công nghiệp khác. Bên cạnh đó, các nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, khu liên hợp gang thép Nghi Sơn cũng đang được đầu tư hoàn thiện. Đây là những dự án có vai trò động lực phát triển của tỉnh Thanh Hóa cũng như khu vực. Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng là cửa ngõ phía nam của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Với 27 tuyến phố chính, tổng chiều dài hệ thống giao thông nội thị là 270 km, cơ bản đã hình thành các trục theo quy định, tạo điều kiện giao lưu kinh tế giữa khu vực với các tỉnh lân cận. Trong khu vực có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua với chiều dài đô thị. Ngoài quốc lộ 1A, Tĩnh Gia còn có đường tỉnh lộ 573, 506B, hệ thống bến xe khách, xe buýt, bến tàu đáp ứng được năng lực phục vụ hành khách và hàng hóa. Hiện tại, việc cung cấp điện cho khu vực là đường dây 500 kV Bắc Nam và đường dây 220 kV Thanh Hóa Nghệ An. Hiện có trạm biến áp 220, 110, 22 kV, 250 MVA. Đến năm 2015, tổng điện năng tiêu thụ toàn khu vực đạt 98.541.476 kWh một năm. Bình quân cấp điện khu vực là trên 550 kWh một người một năm. Hầu như các tuyến phố,
phố chính, các khu dân cư mới đều được chiếu sáng đầy đủ. Hiện tại, khu vực được cung cấp nước sạch bởi 3 nhà máy nước có tổng công suất trên 39.000 mét khối ngày đêm. Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực đạt 106 lít một người ngày đêm, đáp ứng đầy đủ nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Tỷ lệ dân số khu vực được cấp nước sạch đạt trên 60%, nguồn nước còn lại được cấp cho người dân chủ yếu là giếng khoan. Hiện nay, khu vực đã xây dựng được một số tuyến ống và tuyến cống có nắp đan thoát nước dọc tuyến đường chính. Ngoài ra, khu vực còn xây dựng được một số tuyến mương thoát nước dọc theo đường nhánh các khu dân cư với tổng chiều dài đường ống thoát nước đạt 225.970m. Ngoài ra, các dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước trong khu dân cư hiện đang tiếp tục được đầu tư, triển khai sẽ góp phần giải quyết vấn đề thoát nước của địa phương. Lĩnh vực dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng trong thời gian qua phát triển khá mạnh. Tổng số thuê bao Internet là 4.242 thuê bao, tỷ lệ thuê bao điện thoại trên 100 dân là 23,14. Các cơ quan đoàn thể cấp xã thị trấn đều được cấp nối Internet. Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng có tính chất chức năng là vùng kinh tế tổng hợp nên vấn đề môi trường đặc biệt quan tâm. Chất thải rắn hiện đang được thu gom bằng các xe chuyên dụng về khu xử lý. Hiện nay trên địa bàn có nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Trường Lâm với quy mô công suất 250 tấn ngày đêm đã đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sản xuất cũng như sinh hoạt của toàn khu vực. Gia đình tôi đến đây ở từ cuối năm 85, tức là từ khi thành lập thị trấn. Thì tôi thấy rằng là cái sự phát triển của thị trấn sau 30 năm qua đó là tương đối nhanh, và có thể nói rằng là gần đây các cái mặt như là xây dựng cái cơ sở vật chất hạ tầng, rồi thì là đời sống của nhân dân, rồi cái đường làng ngõ xóm, rồi thì là hệ thống điện chiếu sáng, thì có thể nói rằng là đảm bảo cái cuộc sống của dân có thể nói là yên lành. Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng có diện tích cây xanh khá lớn. Tuy nhiên, việc quy hoạch cây xanh còn hạn chế, số lượng cây xanh trang trí trên các tuyến phố, khu công cộng chưa nhiều. Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, trên khu vực đã có cơ chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, từ đó làm cơ sở quản lý trên các lĩnh vực đô thị, góp phần làm cho diện mạo đầu tư ngày càng phát triển theo hướng hiện đại. Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh là cơ sở để hình thành nên những khu đô thị mới trên địa bàn thị xã. Hiện tại, khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng có 9 dự án khu tái định cư và dự án khu dân cư mới như khu tái định cư Xuân Lâm, Nguyên Bình, khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia đều dành một phần ngân sách cho việc cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật của các khu dân cư hiện tại. Để nâng cao chất lượng của một đô thị loại 3 trong những năm tiếp theo của huyện Tĩnh Gia, thì chúng tôi sẽ tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng các cái cơ sở hạ tầng phục vụ như chỉnh trang đô thị và nâng cao cái kiến trúc cơ sở hạ tầng văn hóa xã hội của toàn huyện. Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng, các mạng lưới giao thông bố trí thuận lợi, một số tuyến đường trục chính khu vực được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Toàn khu vực hiện có 6 tuyến phố văn minh đô thị. Trên địa bàn khu vực hiện có các khu không gian công cộng cấp đô thị là khu tổ chức sự kiện toàn huyện, khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng Bắc đảo Nghi Sơn, tổ hợp dịch vụ tổng hợp Anh Phát, quảng trường khuôn viên khu du lịch biển Hải Hòa, quảng trường khuôn viên khu du lịch biển Hải Thanh. Trong thời gian tới, để đáp ứng được nhu cầu vui chơi sinh hoạt của người dân, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ đầu tư xây dựng và hoàn thiện các khu vui chơi giải trí, phát triển thêm các khu không gian công cộng theo quy hoạch. Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng cũng là địa phương tập trung nhiều khu di tích với nhiều di tích lịch sử xếp hạng cấp quốc gia là cụm di tích Lạch Bạng, Quang Trung, di tích kiến trúc núi đá nghệ thuật thờ quận công Lê Đình Châu, nhà thờ xứ Ba Làng xây dựng năm 1893, đền thờ Lương Trí, thờ Đào Duy Từ và các di tích lịch sử khác được xếp hạng cấp tỉnh. Tỷ lệ các văn hóa lịch sử và kiến trúc tiêu biểu được trùng tu tôn tạo đánh giá là 40%. Khu vực thị trấn huyện Tĩnh Gia mở rộng bao gồm cả khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm của quốc gia được Thủ tướng Chính phủ thành lập từ năm 2006.
và được sự quan tâm của chính phủ, các bộ ngành trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thu hút được nhiều dự án công nghiệp lớn quan trọng. Mà đến nay, khu kinh tế đã đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại 3. Tỉnh Thanh Hóa rất mong Bộ Xây dựng, các cơ quan trung ương công nhận khu vực thị trấn Tĩnh Gia đạt tiêu chí đô thị loại 3. Sau khi được công nhận là đô thị loại 3, tỉnh Thanh Hóa sẽ tranh thủ sự ủng hộ của trung ương tiếp tục đầu tư vào những tiêu chí còn yếu để hoàn thiện đáp ứng cái yêu cầu, và tỉnh sẽ tập trung xây dựng toàn huyện Tĩnh Gia thành thành phố trong tương lai. Sau 32 năm xây dựng và phát triển, khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng luôn khẳng định là vị trí trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của khu vực phía Nam tỉnh Thanh Hóa và ngày càng thể hiện rõ chức năng của đô thị loại 3.